vợ sắp cưới của Phan Mạnh Quỳnh. Body nóng bỏng, tự mua nhà tiền tỷ ở tuổi 25. Sau hơn nửa thập kỷ âm thầm bên nhau, Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái kém 4 tuổi Khánh Vy sẽ chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày hôm nay. Được biết, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại quảng trường ở Nghệ An, được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý cực lớn từ giới truyền thông và cộng đồng mạng. Trước đó, khi được hỏi về kế hoạch tổ chức đám cưới, nam ca sĩ vợ người ta chia sẻ: "Tôi mong muốn đám cưới của mình sẽ diễn ra thật ấm cúng với sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè, chứ không muốn làm quá hoành tráng. Theo dự định thì chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới ở quê để có sự tham gia của cha mẹ hai bên. Còn đám cưới tại Sài Gòn sẽ tổ chức với quy mô nhỏ, ấm áp với bạn bè thân thiết của cả hai." Trước thềm hôn lễ, dân tình đã lan truyền những hình ảnh đầu tiên của thiệp hồng và nơi diễn ra tiệc cưới của Phan Mạnh Quỳnh. Theo đó, thiệp cưới của cả hai được thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng với màu trắng chủ đạo. Đáng nói nhất, đám cưới của nam ca sĩ đình đám V-Beat sẽ được tổ chức ở một quảng trường rộng lớn tại Nghệ An, cho thấy quy mô không phải dạng vừa. Ngay sau khi tin tức về đám cưới nổ ra, tất tần tật thông tin về vợ tương lai của nam ca sĩ đình đám V-Beat đều được mọi người lùng sục. Bà xã Phan Mạnh Quỳnh tên Khánh Vy, sinh năm 1994 tại Khánh Hòa, hiện đang kinh doanh online tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Khánh Vy còn làm người mẫu tự do, từng xuất hiện trong MV của chồng sắp cưới. Ca sĩ Đức Phúc và Olise, Khánh Vy sở hữu 3 vòng nóng bỏng, chiều cao ấn tượng và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Không chỉ chiếm spotlight mỗi khi đi sự kiện cùng chồng sắp cưới, nhan sắc đời thường của gái sinh năm 1994 cũng khiến dân tình trầm trồ. Vốn hoạt động trong làng giải trí từ trước nên khi hẹn hò cùng Phan Mạnh Quỳnh, Khánh Vy từng bị nói đu phê bạn trai. Giữa lúc dư luận bàn tán xôn xao, nam ca sĩ vợ người ta đã lên tiếng bênh vực bạn gái. Anh cho biết mình yêu Khánh Vy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước khi yêu Phan Mạnh Quỳnh, Vy cũng đã được biết tới qua một số hoạt động giải trí và có ngoại hình xinh xắn. Khi yêu nhau, Khánh Vy không hề đặt nặng chuyện bạn trai là ca sĩ nổi tiếng. Chính vì vậy, Phan Mạnh Quỳnh cũng không coi bạn gái là hot girl như nhiều người hay gọi. Có bạn trai là người nổi tiếng, giàu có nhưng Khánh Vy vẫn tự chủ kinh tế. Cô có công việc kinh doanh riêng và khá thành công. Chính vì vậy, vợ tương lai của Phan Mạnh Quỳnh đã có thể tự tậu một căn hộ trị giá 2 tỷ đồng từ tiền tiết kiệm ở tuổi 25, khiến ai nấy ngưỡng mộ. Vào tháng 8 năm 2020, Khánh Vy còn được người yêu tặng cho chiếc xế hộp sang chảnh trị giá 2 tỷ đồng. Không chỉ thế, gái sinh quê Khánh Hòa từng gây sốt mạng xã hội khi khoe được Phan Mạnh Quỳnh lì xì hơn 123 triệu đồng. Lướt trang cá nhân của Khánh Vy cũng dễ dàng nhận ra cô là tay chơi đồ hiệu, thường xuyên đi du lịch sang chảnh. Cuộc sống của vợ sắp cưới Phan Mạnh Quỳnh khá thoải mái, đầy đủ mọi thứ từ vật chất đến tình cảm. Ngoài ra, Khánh Vy cũng là cô gái có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội khi trang cá nhân có hơn 160.000 người theo dõi. Chuyện tình kéo dài gần 4 năm của Phan Mạnh Quỳnh và bạn gái vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thoải mái công khai thể hiện tình cảm, cặp đôi còn liên tục dành cho nhau những lời khen có cánh trước truyền thông. Tuy nhiên bên cạnh đó, cả hai cũng không ít lần sẵn sàng bóc mẽ nhau, cả khi công khai trên mạng xã hội khiến fan vô cùng thích thú vì độ lời. Hiện dân mạng đều nóng lòng mong chờ những hình ảnh đầu tiên từ đám cưới của Phan Mạnh Quỳnh để có thể gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến nam ca sĩ.